Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em. À, thì hôm nay em về cái The One DSF 850. Thì cái bản này là bản China. À, bản này có bảo hành 3 năm. Và giá của bên Tùng thì cũng siêu tốt, giá 2 triệu rưỡi. Và giá này chưa bao gồm phí ship. À, những anh em ở xa vui lòng cập mình sẽ ship hàng, ship code nha. Cập 100 thì mình sẽ ship tới và thanh toán tiếp. À, cái DCF 850 này cũng là đầu tiên ở Việt Nam mình review và có giá tốt cho anh em. Đó. À, lực của nó là 205 Newton và cái số lượng cũng có hạn, mình có 10 cây thôi nha anh em. Rồi mình sẽ gửi đến anh em cái DCF 850. Nó sản xuất cuối năm 2021 và nó có bảo hành 3 năm. À, của hãng ha anh em ha. À, thì hàng mà nếu mà hàng Mexico thì giá của nó là khoảng là 3 triệu mốt, còn hàng China giá của nó là 2 triệu rưỡi. Còn China cầm nó khác so với Mexico, và mình cũng là đầu tiên review và tốc độ của nó là 1000, 2008 và 3250. Lực của nó là 205 Newton và nó sản xuất tại China. À, đây có tem chống hàng giả. À, cái tem này nó khác so với hàng Mỹ nha. Đây, và nó ngắn chỉ có 10. À, ở trên này nó cũng vẫn khác hết. Rồi có 3 điều chỉnh tốc độ ở dưới này. Đây. Đúng là China nó không có bằng hàng Mexico nhiều. Và anh em nhớ like giúp một like giá tốt, và chiều nay em sẽ view luôn giữa cái bản China và bản Mexico để cho anh em chiêm ngưỡng. Bản Mexico hiện tại thì 3 triệu mốt nha anh em. Rồi lực của nó cũng 205 Newton, nó tương đương với 887 của hãng Đài Loan. Nhưng mà cái đầu này á, thì nó ngắn, chắc chắn nó sẽ rơ hơn 887 nha. Thì mình cũng báo trước cho anh em, để cho anh em tìm hiểu thêm. Rồi em Tùng sẽ gắn test cho anh em ha. Rõ ràng là ồn hơn 887, 850 của Mexico. Rất là ồn hơn ha. Đung đưa cũng rơ. Ok, cảm ơn anh em. Giá của nó là 2 triệu rưỡi. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.